Rồi, thì chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ hai. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y này. Bây giờ các em cùng thầy tóm tắt cái đề này nhé. Các em tóm tắt xong các em sẽ thấy hết hồn đây. Đây này, x mũ 3 trừ x nè. Y bằng x trừ x bình nè. Không biết cộng của tôi đâu hết rồi. Mất tiêu hết trơn rồi. Thì đây, nó có chiều là dấu này các bạn. Nãy em có nhớ thầy có ghi cái gì không? Nếu như mà nó không cho cận thì ta phải tìm ra cái cận, được chưa? Bằng cách là em giải phương trình hàng đầu giao điểm của hai món này, được chưa? Đó, thì bây giờ các em ghi rồi phương trình hàng đầu giao điểm ha. Đó, thì ghi đây để tí nữa ta đủ chỗ ta giải. Rồi, phương trình hoành độ giao điểm. Là x mũ 3 trừ x bằng x trừ cho x bình. Được chưa? Đó, đây sẽ tương đương với là x mũ 3 cộng x bình trừ 2x bằng 0. Cái này em có máy thôi nhé, có máy phương trình bậc 3 thì em sẽ được ba nghiệm, đó là x bằng 0 nè, x bằng mấy nữa đây là bằng 1 nè, x bằng mấy nữa đây, nhẩm thiếu đây, x bằng trừ 2 nè, được chưa? Đó rồi. Nhưng mà hồi nãy đó, em có nhớ là chúng ta có một bài chúng ta giải ra được một nghiệm, để nghiệm còn là đó chính là cái cộng luôn, đúng không? Bây giờ ta ra ba nghiệm gì, cái nào là cộng vậy? Mà cộng nó có hai cộng nè, bây giờ không lẽ ba cộng kỳ quá, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ là lấy từ cận nhỏ nhất cho tới cận lớn nhất, được chưa? Và dấu của nó cũng là tuyệt đối, được chưa? Đó, vậy suy ra cái f của chúng ta sẽ bằng tích phân từ cận bé nhất, ở đây bé nhất là từ trừ 2 đúng không, lớn nhất là 1, vậy là đi từ trừ 2 cho tới 1 của trị tuyệt đối, lấy hai đường trừ nhau. Mà bây giờ có một chiêu này các em, vì các em đã giải phương trình này rồi, độ giao điểm em chuyển về cái này rồi, em ra được biểu thức này đúng không? Biểu thức này cũng chính là kết quả của việc lấy hai đường trừ nhau luôn, cho nên em không cần thiết phải lấy chỗ cái đường này trừ đường này chi nữa, có đồ sẵn đồ chơi này các em, được chưa? Đó, x mũ 3 này cộng x bình này trừ cho 2x này tất cả đi, được chưa? Rồi, mà để tính được tích phân này thì nãy giờ chúng ta làm nhiều bài rồi đúng không các em? Đó, đây chúng ta chỉ cần cho cái này bằng không, mà cái này bằng không ra được cái này, vậy chúng ta còn thiếu cái gì nữa các em? Thiếu cái bảng xét dấu đúng không? Đó, đây bảng xét dấu đây các em ơi. Rồi, bảng xét dấu nha, bảng xét dấu. Rồi, x này, x mũ 3 này cộng x bình này trừ 2x này. Rồi, đó. Các em có thể xét dấu tương tự cũng được, nhưng mà bây giờ thầy xin phép các em một chút xíu, đó là bài này thì các em có thể giải tiếp tương tự với thầy. Còn bây giờ thì thầy xin phép các em là thầy sẽ giới thiệu cho các em thêm một cái cách nữa để giúp chúng ta giải quyết được cái bài này, và đôi khi nó cũng là một cách hay, được chưa? Còn cái cách đặt bài xét dấu này thì các em có thể là tự làm tiếp cho thầy, đó coi như là cách một nhé. Bây giờ thầy coi như giới thiệu cho các em cái cách hai. Rồi, rồi, ok. Giờ thầy xin phép các em thầy vô cái phần này nhé. Rồi, bây giờ các em để ý nè, chúng ta ra được ba nghiệm. Bây giờ cận thì có hai không, bị một con không này nó chưa có mặt, thì chắc chắn trong đây nó sẽ có cái phần mà đang giống, thì chúng ta sẽ cắt thành các cái tích phân để cho nó hết đang giống, được chưa? Để chúng ta áp dụng cái chú ý ở đây này, nếu như trên đoạn AB mà phương trình hoành độ giao điểm nó vô nghiệm á, thì cái diện tích á nó cũng sẽ bằng là trị đối của tích phân luôn, được chưa? Thì đây em sẽ tách thành hai cái tích phân như thế này, một cái là đi từ trừ 2 cho tới 0 của x mũ 3 cộng x bình phương trừ 2x dx cộng cho tích phân từ 0 cho tới 1 của trị đối x mũ 3 cộng x bình phương trừ 2x dx. Đó, được chưa? Rồi tới đây thì sao đây các em?
Ở đây thì các em để ý nè, chắc chắn nè, chắc chắn là từ trừ 2 tới 0 là cái chữ này nó không đổi dấu nè, bởi vì chúng ta đã giải cái nghiệm rồi. Được chưa? Thì khi đó cái tích phân này ta sẽ áp dụng công thức bên đây. Nó sẽ bằng là truyền gói của tích phân. Được chưa? Từ trừ 2 tới 0 của x mũ 3 cộng x bình phương trừ 2x dx. Được chưa? Rồi, tiếp tục cộng cho truyền gói tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 cộng x bình phương trừ cho 2x dx. Được chưa? Đó. Thì với cái cách làm này á, chúng ta sẽ thoải mái ở chỗ là chúng ta không cần biết dấu là cái gì cả. Được chưa? Bởi vì chúng ta đã để nó vô trong truyền gói, có nghĩa là chúng ta đã an toàn rồi các em. Được chưa? Tới đây thì các em chỉ cần nhận nguyên hàm mà thôi. Được chưa? Toàn truyền gói giữ nguyên nè. Nguyên hàm của x mũ 3 chính là x mũ 4 chia 4. Cái này là x mũ 3 chia 3 trừ cho x bình. Tất cả thế cận từ trừ 2 cho tới 0. Được chưa? Tiếp tục ở đây chép lại y chang bên đây. X mũ 4 chia 4 cộng cho x mũ 3 chia 3 trừ cho x bình. Tất cả thế cận từ 0 cho tới 1. Được chưa? Rồi bây giờ các em thay vào nhé. Em thay cận 0 vào, các em thay cận trừ 2 vào. Được chưa? Thầy sẽ cho các em đáp số. Đáp số của bài này theo như thầy nhẩm được đó chính là một số rất là đẹp, là 8/3. Được chưa? Đó. Còn ở bên đây thì các em thay cận 1 vào và thay cận 0 vào đây. Và bài này thì cái đây thì thầy nhẩm được kết quả nó ra là trừ 5/12. Được chưa? Rồi sau đó các em lấy máy tính bấm hai cái này cộng lại với nhau thì kết quả chúng ta sẽ ra được là 37/12. Được chưa? Kết thúc ví dụ thế nào.